Sướng nha. Bố đầu tư cho cái bể bơi to quá. Ôi con ơi, cẩn thận đấy nha. Trèo cầu thang là lúc nào phải có bố mẹ mới được trèo nha. Tại vì cái bước cầu thang nó khoảng cách nó khá xa nên là một mình trèo là nguy hiểm nha. Phải có bố mẹ mới được trèo nha. Thích không? Ngày mai nắng bố bơm nước cho để bơi nhá. Còn bây giờ buổi tối lạnh rồi, bây giờ không bơi được rồi, để sáng mai nhá. Thôi đứng đấy thôi, cẩn thận nhá. Kể ra mà anh lấy cái ba cái 4 mét thì đẹp nhỉ, nó vừa đến cái cột luôn. Nhà này là sau này để chỉ để kinh doanh thôi. Bể 4 mét thì như cũng đang cháy hàng, không có hàng. 5 triệu phải không chị? Vâng. Cái bể 15 sáng chứ. Đấy, đến đây. Thêm 1 mét nữa à? Không. Ngang rộng hơn. Chiều ngang 2 mét mấy. Chiều ngang cũng rộng hơn tí. Giải pháp là lắp bể bơi trên sân thượng. Không cần sân vườn vẫn lắp được bể bơi nhỉ. Hoặc là rêu. Nếu mà bơm một phát là bể là nước nó bẩn.